Tôi tên là Nguyễn Phương Linh, tôi là một nghệ sĩ của nhà sàn Collective. Tôi đã tham gia thực hành nghệ thuật thử nghiệm khoảng 10 năm nay. Các tác phẩm của tôi chủ yếu là sắp đặt, thỉnh thoảng có làm ảnh. Trình diễn. À, trình diễn nữa. Đúng rồi. Mối quan tâm của tôi thì thường các tác phẩm của tôi hay lựa chọn những cái đồ vật có sẵn, những cái đồ vật hàng ngày hoặc là những cái câu chuyện về lịch sử mà thường thường mọi người không để ý, và sau đó tôi sử dụng những cái vật liệu đó và thường chuyển hóa nó thành một cái đồ vật khác hoặc là một cái câu chuyện khác. Thường thì tôi hay đi thích những cái cuộc chu du, hay đi di chuyển để mà tìm cảm hứng sáng tạo. Thì cái vật liệu mà tôi tìm được hoặc là những câu chuyện mà tôi có cảm hứng thường nó giống như là những cái fragment, là những cái mảnh vụn. Và sau đó thì đặt những cái mảnh vụn mà mình tìm thấy đó cạnh nhau thì nó giống như là một cách nhìn nhận về đồ vật, sự vật ở những cái layer khác nhau. Một cái ví dụ về những cái cách thực hành làm việc của tôi mà tôi hay tìm những cái found image hoặc là found objects, là những cái đồ vật hoặc là những hình ảnh có sẵn. Thì ví dụ như cái tác phẩm Satisfied Clouds này thì dịch sang tiếng Việt nó là mây. Thì là những cái hình ảnh mà tôi tìm được ở trên nguồn Google, nó khoảng hơn 500 ảnh về những cảnh bom đạn trong chiến tranh, mà là những cái mây nhân tạo do con người tạo ra. Thì tôi cắt lại những cái hình ảnh mây đó và loại bỏ những cái landscape, những cái quang cảnh về để mà mình có thể nhận ra được là cái cuộc chiến này nó ở đâu, hoặc là những cảnh người chết thì tôi cắt đi. Thì tôi chỉ để lại cái hình ảnh về mây bụi thôi. Đầu tiên thì tôi in các tác phẩm này trên giấy như là ảnh. Bây giờ thì tôi đang thực hiện nó ở trên gốm Bát Tràng. Qua cái tác phẩm này tôi muốn chất vấn cái vẻ đẹp của bạo lực